Xin chào mọi người. Phú Đại Gia ở rễ, chương 7308 đến chương 7312. Lấy thân phận của ta, căn bản không có tư cách cùng Yamamoto Sevensis hợp tác. Mà lại, ngươi cũng là người từng trải, ngươi hẳn là rõ ràng, muốn điều động nhiều máy bay trực thăng vũ trang như vậy, không phải là chuyện trong một câu nói, ít nhất cũng cần 3 giờ làm chuẩn bị. Mà bọn hắn rõ ràng đã ngừng ở nơi đây từ rất lâu. Nói một cách khác, thời điểm các ngươi còn đang cùng Yamamoto Sora bọn người ăn thua đủ, người của Yamamoto Sevensis cũng đã đợi ở chỗ này. Và tình huống này, Fura nhất bạch chúng ta còn chưa cầm tới vật của mình muốn, làm sao để có thể hợp tác với bọn hắn được chứ? Chỉ có thể nói, Thủy Tổ Kiếm Đạo bên này đã tính trước, các ngươi lên xem như bị thiệt lớn, hơn phân nữa cũng không mất đi tính mạng. Cho nên bọn hắn đã sớm chờ ở đây. Mặc dù mọi người đều rất rõ ràng, bản lĩnh lớn nhất của người đạo quốc chính là mở mắt đã nói lời bịa đặt. Thế nhưng là giờ phút này, Fura Kenta lại nói với thái độ nghiêm túc khiến cho Trần Địa Sát phải hơi sửng sốt một chút. Hắn một vẻ mặt hoài nghi, chẳng lẽ thực sự không phải là tên khốn kiếp này làm ra hay sao? Bùm anh hiếp mắt nhìn về phía trước, khoác tay áo nói ra. Fura Kenta có câu nói không sai, lấy thân phận và tư lịch của hắn làm sao có thể có tư cách cùng Yamamoto Sevensis hợp tác được chứ? Huống chi bọn hắn đã cầm tới thiên nhân bản mà mình muốn. Lúc này mọi người mỗi ngã, tất cả đều vui vẻ, không cần thiết phải vẽ vời thêm chuyện. Bù Minh mặc dù là lấy lòng quân tử đau bụng tiểu nhân, nhưng là cũng cảm thấy Fura nhất mặt đã có chiếm được đầy đủ chỗ tốt, cần gì phải tiếp tục trêu chọc một cao thủ cấp bậc chiến thần làm gì đâu chứ? Đây không phải là tự mình tìm phiền phức hay sao? Nghe được lời nói của Bù Minh, Fura Kenta xoa xoa cổ, cười khổ nói ra. Không sai, chúng ta không cần thiết phải vẽ vời thêm chuyện. Huống chi liền xem như sự thật, muốn các người chết cũng phải đổi vào lúc khác, đổi một địa điểm khác, đổi một trường hợp khác à. Nơi này nếu thực sự động thủ, ta cũng phải cùng các ngươi ôm nhau chết chung. Ta vừa mới có công lao lớn như thế, không phải về đánh thưởng mà là ôm lấy các ngươi cùng chết. Ta là đầu óc hư sạch IC rồi hay sao? Ngày đó như thế, ta đề sát những đằng nghiến lợi, một lát sau mới buông cổ áo Fura Kenta ra, sau đó trầm giọng nói, Bùi Hiểu, bây giờ phải làm sao đây? Nơi này cách giới thành còn có một khoảng cách nhất định, muốn gọi viện binh cũng không dễ dàng. Mà từ thế cục bây giờ đến xem, chỉ cần đối phương muốn ra tay, đám người bọn họ rất nhanh liền sẽ biến thành bụi bặm bên trong khói lửa. Cho nên, tại trên địa sát xem ra, bọn hắn một chuyến đi này, nói không chừng đã chết chắc, hơn nữa còn là chết, không có chỗ chôn. Bố Minh ngược lại là hơi hít mắt, sau đó nói khẽ. Nếu đối phương chưa phát động thế tấn công ngay lập tức, vậy cũng đã nói rõ chúng ta vẫn còn có cơ hội. Fura Kenta ngươi nghĩ biện pháp liên lạc của bọn hắn, nhìn xem có thể ngăn cản bọn hắn hay không. Ta sẽ xem thử có thể trực tiếp đi cùng Yamamoto Sevensis gặp một lần hay không. Đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, tình cảnh giờ phút này quá mức bó tay bó chân. Biện pháp tốt nhất chính là đôi bên có thể đối mặt. Như vậy, mặc kệ là đàm phán hay là động thủ, Bùi Minh đều cảm thấy mình có mấy phần nắm chắc. Ngay tại địa điểm Bùi Minh, bọn người đang thương lượng, đã thấy được đám máy bay trực thăng vũ trang phía trước bỗng nhiên hướng về hai bên tản ra. Đồng thời bên trong máy bay trực thăng vũ trang có họng súng đen thui thò ra, có người ra hiệu chỉ xuống dưới, hiển nhiên là muốn bức bách một nhóm bộ binh phải hạ xuống mặt đất. Máy bay trực thăng vũ trang chở bộ binh không thể không chậm rãi hạ xuống. Mà máy bay trực thăng vũ trang của đối phương cũng đồng loạt hạ xuống từ bốn phương tám hướng, đem một nhóm bộ binh triệt để bao vây. Lúc này, người của đối phương từ trong buồng phi cơ nhảy ra, có người tay cầm vũ khí lạc, có người tay cầm súng ống, dù sao thì cũng phải công nhận, bất luận như thế nào, bọn hắn đều rất phách lối. Fura Kenta giờ phút này bất đắc dĩ đứng dậy, giơ hai tay, lớn tiếng nói, xin chào chư vị, ta là Fura nhất mặt. Không đợi hắn nói xong, phía trước đã có người trực tiếp bóp cò, đạn chì đã đứt sát đầu Fura Kenta, gào thét ra qua, làm cho Fura Kenta toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nhìn thấy một màn này, Bùi Minh rất rõ ràng, đối phương
hắn là hướng về phía mình mà đến. Cho nên Bung cũng không thèm che giấu mà đi ra, lạnh lùng nói: các ngươi đã tới tìm ta đúng không? Để Yamamoto Sanchez cút ra đây nói chuyện. Bộ Minh, lá gan của ngươi xác thực không hề nhỏ, lại dám gọi thẳng tục danh của lão phu. Ngay lúc này, trong buồng lái phi cơ, chiếc máy bay trực thăng chính giữa ở phía trước có thanh âm lạnh lùng mà uy nghiêm truyền ra. Đang khi nói chuyện, cánh cửa cabin mở ra, một thân ảnh trâu tóc bạc trắng chậm rãi đi ra. Thân hình của hắn cũng không tính là cường tráng cho lắm, thậm chí có thể nói là nhìn còn có mấy phần gầy yếu cùng bệnh trạng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, chỉ cần liếc nhìn hắn một cái liền đến người cảm thấy đôi mắt nhói lên như là vừa nhìn ánh nắng mặt trời. Trừ cái đó ra, còn khuôn mặt hắn đều lộ ra mấy phần quý dị, một nửa bên mặt là mặt con nít, nửa bên mặt còn lại thì triệt để khô héo quắt đi. Loại hình ảnh tương phản mạnh mẽ này đến người chỉ nhìn một chút đã cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân khó chịu, không rét mà run. Fugura Kenta vừa nhìn thấy thân ảnh này, toàn thân kìm lòng không được khẽ run rẩy. Thực sự đúng là hắn rồi, thực sự là Yamamoto Seven Sister. Nghe nói như thế, trên địa sát mấy người sắc mặt cũng đều càng thêm nghiêm túc. Nghĩ không ra Yamamoto Seven Sister, một đại nhân vật như vậy, lại thực sự xuất hiện. Lão này tại Katinguin thế nhưng là tồn tại cấp bậc lão quái, có thể đánh đồng cùng mấy đại lão tổ của giới thần, nhưng là nghĩ không ra hắn lại xuất hiện. Bộ Minh giờ phút này cũng hiếp mắt nhìn xem Yamamoto Sanchez, anh rất hiếu kỳ, người này đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Tông chủ Yamamoto xin chào. Fura Kenta mặc dù vô cùng kiên kỳ, giờ phút này vẫn là nặng ra nụ cười chuyên nghiệp hóa mở miệng. Ta là người Fura nhất mặt, Fura Kenta. Hôm nay, phòng mệnh Fura nhất mặt chúng ta đem khách quý đưa ra khỏi ca thương nguyên. Mặc dù không biết vì sao chúng ta lại không cẩn thận đụng phải lão danh gia ngài, nhưng chúng ta nguyện ý xin lỗi cùng bồi tội. Tóm lại, chứ cần ngài mở miệng, chúng ta nguyện ý sẽ trả bất cứ giá nào, mọi người đều sẽ hòa khí sinh tài. Ba ca. Không là tiếng nói Fura Kenta vừa dứt, Yamamoto Sevensis đã cười lạnh mở miệng. Ngươi thì tính là cái rắm gì à? Một con chó cũng xứng để ta mở miệng hay sao? Đừng nói là ngươi coi như hoàng thất thiên hoàng đạo quốc, nói chuyện với ta đều phải khách khách khí khí, cút. Fura Kenta khóe mắt hơi run rẩy, một lát sau đó liền cười khổ lui ra phía sau. Trên thực tế, hắn vô cùng rõ ràng mình tại trong mắt Yamamoto Sanchez cũng chẳng bằng một con chó. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng cần bày ra dáng vẻ để bộ minh rõ ràng chuyện này thật sự cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Bằng không mà nói, ngày sau khoản nợ này thật sự tính tới trên đầu của hắn cảm không nổi cái nồi lẩu này à. Bộ minh hiếp mắt nhìn thẳng vào mắt Fura Kenta, hiện tại ngược lại là xác nhận chuyện này cùng gia hỏa này hắn là thật sự không có nửa xu quan hệ. Bộ minh, ngươi thật sự là khiến người phải kinh ngạc à. Yamamoto Sanchez giờ phút này có chút hứng thú nhìn xem Bộ Minh. Tại trước khi ngươi đi vào giới thành, ta liền nghe nói qua đại danh của ngươi. Dù sao thì lục đại lưu phái đạo quốc đều cùng thủy tổ kiếm đạo của ta có thiên ti và lũ quan hệ. Một mình ngươi diệt lục đại lưu phái cũng liền tương đương vừa đánh vào mặt của ta. Yamamoto Sanchez chậm rãi nói. Trừ chuyện đó ra, ngươi lần này giết chết học trò cưng bất tốt sai của ta, còn cầm xuống đứa con trai phế vật của ta. Nếu không phải tin tức đến từ một kênh rất đáng tin cậy, ta gần như đều không thể tin được. Dù sao ngươi cái tuổi này lại có tân thủ đáng sợ như thế, không chỉ là nghịch thiên càng là lợi hại a. Ta phải nói quả nhiên là hậu sinh khả úy. Đến đây Yamamoto Sanchez gật gù đắc ý, một cái mặt khảm khái. Lúc này trong buồng phi cơ, những máy bay trực thăng vũ trang còn lại lần lượt có 10 ca thủ võ đạo đi ra. Những người này cũng đều là đệ tử thân truyền của Yamamoto Sanchez. Giờ phút này ánh mắt bọn hắn nhìn xem Bộ Minh đều tràn ngập vẻ nghi hoặc cùng chấn động. Dù sao thì thực lực của Botosai bọn hắn đều rất rõ ràng, cho nên bọn hắn càng thêm khó có thể tưởng tượng Bộ Minh đến cùng là đánh bại Botosai như thế nào. Đánh bại Botosai cũng liền thôi đi, đám cao thủ đi theo bên người Yamamoto Sora không có 1.000 thì cũng có 800 mà. Giờ phút này những người đó cũng đều bị hắn diệt hết rồi sao?
quá thật là vượt xa sự tưởng tượng nha. Một mình không có ý tứ nói nhảm mà là lượng nói. Yamamoto Sakansit, chúng ta ở nơi này nói nhảm có ý nghĩa gì sao? Người nói thẳng luôn đi, ngươi bây giờ là muốn cùng ta ăn thua đủ hay là muốn cùng ta tâm sự? Yamamoto Sakansit thản nhiên nói, người trẻ tuổi có thực lực là chuyện tốt, tự tin cũng là một ưu điểm. Nhưng nhiều khi tự tin quá mức liền trở thành tự phụ. Thành tựu của ngươi quá thật không tệ, thành tựu ngày sau cũng không thể đo lường. Thế nhưng là tất cả những chuyện đó đều là chuyện của ngày sau. Ngươi bây giờ trong mắt ta không có bất kỳ cái tư cách gì có thể cùng ta đối thoại ngang vai ngang vế. Nếu như ta nguyện ý, chỉ cần một đao, ngươi cùng những người bên cạnh ngươi kia toàn bộ đều sẽ biến thành thịt nát, hiểu chưa? Ta sở dĩ không thống hạ sát thủ chỉ là vì ta đơn thuần muốn nhìn một chút một người trẻ tuổi có thể nhiều lần làm hư đại sự đảo quốc chúng ta đến cùng có phải là ba đầu sáu tay hay không. Một mình nhún vai, nếu như người nghĩ như vậy ta chỉ sợ không phải để người thất vọng rồi. Yamamoto Sakansit nói ra, thất vọng thì không đến mức đó, ta chẳng qua là cảm thấy khá là đáng tiếc. Dù sao thì tự tay đem một thiên kiêu như thế này đánh chết ở trong tay mình, ta cũng rất đau lòng. Thời điểm đánh đến đây, Yamamoto Sakansit chậm rãi vuốt trường đao đạo quốc bên hông mình. Động tác của hắn không tính là nhanh, nhưng nương theo động tác vuốt ve của hắn, nhiệt độ không khí bốn phía chung quanh liền thật nhanh hạ xuống. Chẳng qua chỉ giá mắt mặt thôi, cây cối xung quanh gần như là liền phải kết hàn băng. Trần Tuyết Dương bị khí tức như thế này chấm dứt, vô thức đánh run một cái nhưng lại không nói gì. Bộ Minh cởi áo khoác choàng tại trên bờ vai Trần Tuyết Dương ra hiệu cho nàng an tâm, về sau mới quay người nhìn xem Yamamoto Sakansit. Yamamoto tiên sinh, nói một ngàn đạo một vạn, người cho tới bây giờ còn chưa ra tay, khẳng định là có mục đích của mình, cho nên ta cảm thấy chúng ta là có chuyện cần phải nói một chút. Còn của người ta không giết, người còn đang ở trong cabin, ta có thể trả lại cho ngươi, nhưng sau khi trả lại con cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể lập tức cút đi, không có vấn đề gì chứ. Đối với Bùi Minh Minh mà nói, đây đã là một sự nhượng bộ không hề nhỏ. Dù sao thì thời điểm anh mang theo Yamamoto Sora rời đi, để đã chuẩn bị đến một khi đến nơi liền xuất thật tay đem đối phương giải quyết. Hiện tại Yamamoto Sakansit đã tìm tới cửa và liền đem tên Yamamoto Sora có cũng được mà không có cũng không sao này giao cho đối phương là được. Bùi Minh, người trẻ tuổi quả nhiên là khí huyết tràn đầy, quả nhiên rất coi trọng chính mình. Chỉ là người đã quên đi, tại dưới tình huống này người không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Yamamoto Sakansit lạnh lùng mở miệng, muốn nói điều kiện cũng là ta mở miệng. Như vậy đi, đem nhi tử phế vật của ta thả ra, kể cả nữ nhân của ngươi cũng lưu lại. Cuối cùng ngươi tự mình động thủ đem người bên cạnh ngươi tay chân đều phế, lại phế đi chính mình, ta định cho phép ngươi quỳ xuống mà rời đi, thấy như thế nào? Yamamoto Sakansit căn bản là chướng mắt Bùi Minh. Mặc dù ta không có ý tứ làm khó một tiểu nhân vật như ngươi, nhưng thủy tổ kiếm đạo chúng ta lần này chết nhiều người như vậy, ta tin là lão tổ dù sao cũng phải giúp bọn hắn lấy lại một câu trả lời . Bùi Minh thản nhiên nói, Yamamoto Sakansit không nên quá coi trọng mình như vậy. Ta sở dĩ nguyện ý đem Yamamoto Sora tên phế vật này giao cho ngươi, đơn thuần chỉ là bởi vì hắn đối với ta mà nói không quan trọng gì. Giao cho ngươi thì giao cho ngươi thôi. Thế nhưng là nếu như ngươi không biết tiến thối, có nhất định phải đưa ra những điều kiện thối không ngửi được này. Thật xin lỗi, như vậy ta lớn không được, sau khi chơi chết ngươi lại chơi chết con của ngươi. Ngươi hẳn là nên tin tưởng, ta đã mở miệng như thế, khẳng định là có lòng tin, một đao chém chết ngươi. Đặc biệt nói chuyện Bùi Minh, mỗi máy mạch không quan trọng, ở trong bộ phi cơ, chọn lựa lựa, cuối cùng tìm được một thanh trường đao đạo quốc, đặt nằm ngang trên hai tay trước người, một dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Yamamoto Sakansit, ngươi chuẩn bị là mang theo con của mình, rè xéo đi, hay là muốn cùng ta ăn thua đủ? Bùi Minh lắc lắc trường đao đạo quốc trong tay, người cứ nói thẳng, không nên lãng phí thời gian của nhau. Nhìn thấy Bùi Minh dáng vẻ phách lối như thế này, Yamamoto Sakansit cười lại một tiếng, không hổ là đại biểu võ minh đại hạ, đối với thực lực của mình ngược lại là có đầy đủ tự tin. Nhìn trên một điểm này, ta có thể cho ngươi một cơ hội.
người bên cạnh ngươi, Trần Địa Sát cùng Trần Tích Dương trước tiên có thể rời đi một người, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ta liền rất hiếu kỳ, ngươi một trang tuấn ngạc của đại hạ như thế này, ngược lại là coi trọng nữ nhân hay là coi trọng huynh đệ của mình hơn? Thời điểm nói ra lời này, Yamamoto Seven Six chậm rãi rút ra trường đao đạo quốc bên hông mình. Nhiệt độ bốn phía chung quanh tiếp tục giảm xuống, đến 10 hô hấp đều có mấy phần khó khăn. Yamamoto Seven Six không hề làm ra động tác dư thừa, thế nhưng đây đã là một loại ngấm ngầm uy hiếp. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú lựa chọn. Bùm lắc đầu, chẳng bằng để ta cấp cho ngươi một cơ hội lựa chọn đi. Đã muốn cùng ta ăn thua đủ, như vậy người Yamamoto Seven Six là muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hay là muốn người tóc đen đưa người tóc bạc? Mặc dù đối với ta mà nói, hai cha con các ngươi khẳng định đều sẽ chết, nhưng dù sao cũng phải phân thứ tự để một người đi xuống trước dò đường trước ăn. Các ngươi nói có đúng hay không? Nhìn thấy Vũ Minh đối mặt với Yamamoto Seven Six chậm rãi mà nói, Trần Địa Sát bọn người không nói nên lời. Đây chính là một đời lão tổ, một đời lão quái a. Ngươi đây là cái thái độ gì thế? Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại thì cũng đúng. Tại trước mặt Yamamoto Seven Six, một người như thế này dường như nhận sợ cùng thái độ cường ngạnh, trên thực chất cũng không có cái gì khác biệt.